Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình sẽ đổ bánh xèo. Với cách pha bột này á, bánh xèo giòn rụm luôn. Và mình để vài tiếng bánh vẫn giòn ngon nha. Thì công thức này mình làm theo cái kiểu bánh xèo miền Trung. Các bạn cũng có thể áp dụng để làm cái bánh xèo miền Nam, miền Tây. Mình cuốn với bánh tráng theo cái kiểu miền Trung. Còn ăn cái kiểu miền Nam thì mình cuốn với rau cải và mình chấm nước mắm thôi à. Rất dễ làm luôn, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh xèo giòn ngon này nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị bột. Mình có ở đây là bột gạo. Thì mình dùng là 200 g bột gạo. Thì mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt vậy nè, nó sẽ giòn ngon hơn. Còn không có thì các bạn dùng loại mịn cũng được. Và tiếp theo mình dùng là 50 g bột chiên giòn, 100 ml nước cốt dừa, một lon soda hoặc là bia, nước có ga. Bột gạo mình dùng cái loại của Sa Đéc nè. Và đây là bột chiên giòn, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Rồi bây giờ pha bột, sẽ cho hết phần bột gạo vô cái thau. Bột chiên giòn hay là bột mì đa dụng cũng được. Bột nghệ giúp cho có màu đẹp và tăng thêm cái hương thơm cho bánh xèo á. Mình trộn đều lên. Xong rồi các bạn sẽ cho vào đây hạt nêm, mình dùng cái muỗng canh để lừa. Một ít muối. Bột ngọt, nếu không ăn thì khỏi cho nha. Bột ngọt cũng giúp cho tạo thêm cái độ giòn. Đối với cái bánh xèo này thì mình dùng nước cốt dừa ít thôi, chỉ 100 ml thôi. Còn nếu mà các bạn dùng cái bánh xèo pha theo kiểu miền Nam thì mình dùng nước cốt dừa nhiều và béo ngon. Nước có ga hoặc là soda hay là bia sẽ giúp cho cái vỏ bột bánh xèo nó giòn. Thì mình cho vào đây nguyên lon này luôn nha. Và mình cho thêm 100 ml nước lọc bình thường nữa để tráng cái phần chén nước cốt dừa đó. Rồi các bạn sẽ khuấy đều lên. Thì tổng cộng lượng nước chất lỏng mình cho vào đây là 530 ml. Các bạn có thể cho từ 500 cho đến 530 hoặc là 550 cũng được. Với 250 g bột. Khuấy đều cho phần bột nó tan kỹ, rồi mình để 15 phút đến nửa tiếng cho bột nở ra. Tiếp theo thì mình chuẩn bị tép, các bạn chọn cái con tép nhỏ nhỏ ăn nó sẽ ngon hơn. Thịt thì dùng thịt xay hoặc là thịt cắt miếng cũng được. Và giá đậu xanh rửa sạch. Cà ró thì các bạn bào sợi ra. Mình dùng tiếp củ cải trắng để chút nữa mình sẽ làm phần dưa chua ăn cùng. Hành lá mình chỉ lấy cái phần lá thôi nha, cắt nhuyễn ra. Bắc cái chảo dầu lên, các bạn cho dầu hơi nhiều một chút cho nóng chảo. Bột sau khi để nở xong thì mình khuấy đều lên, cho cái phần hành lá đã cắt nhỏ vô. Bánh xèo thì phải có hành thì bột nó mới thơm ngon. Khuấy đều nữa là đi chiên bánh. Cái chảo phải thật nóng thì mình bớt dầu ra đó, xong rồi mình hãy cho bột vô. Đối với cái bánh xèo này thì cái lượng dầu nó sẽ hơi nhiều. Và các bạn chiên bằng cái chảo chống dính loại nhỏ. Để nó ra cái bánh mỗi một cái nó vừa vậy đó. Thì nó mới ra được cái bánh xèo của miền Trung. Và chiên khi mà cho bột vô thì mình để lửa thiệt là lớn. Sau đó hãy cho tép lên trên. Phần tép này thì mình cắt đầu cắt đuôi. Thịt xay thì mình cho lên trên luôn. Mình dùng thịt xay cho nên không cần phải xào thịt và tép trước. Còn nếu các bạn dùng thịt sắc miếng thì phải xào trước nha. Cuối cùng thì mình cho giá và cà rốt lên. Sau đó đậy nắp lại. Để lửa vừa thôi. Và để cho bánh xèo nó chín. Phần nhân ở bên trong nó cũng chín nữa. Để khoảng chừng 2-3 phút thì mình mở nắp ra. Nghe cái tiếng xèo xèo là thấy nó giòn rụm rồi đó. Thì các bạn kiểm tra xem cái phần ở bên dưới nó vàng đều thì mình sẽ trở nó. Rất là giòn các bạn nha. Màu vàng ươm rất là đẹp mắt luôn. Rồi mình lấy bánh xèo ra nha. Thì với một cái cách khác nữa, mình có thể cho thịt và tép trực tiếp vô để xào. Làm vậy thì bánh xèo, cái phần thịt tép nó sẽ nằm ở ngoài bánh xèo. Còn mình cho vào trong thì nó sẽ có nhân. Và bánh xèo này thì không cần phải mỏng viền. Mình cứ cho nó phủ đều cái chảo là được.
Cho bột vô thì để lửa lớn. Khi mà cho bột vô xong thì các bạn để lửa trung bình khá thôi, đừng có cho lớn quá. Đặng cho cái phần thịt và nhân giá ở bên trong nó chín á, đậy nắp lại và chờ cho nó chín vàng. Bánh xèo chiên xong thì mình sẽ gấp bánh ra. Đối với cái bánh xèo hoặc là các món chiên thì khi làm xong mình ăn ngay nó sẽ ngon, cực kỳ giòn luôn. Các bạn cảm nhận được cái độ giòn rụp rụp luôn nè. Bánh xèo mà khi mà mình dựng đứng nó lên nó không có xịu xuống á, là bánh xèo nó giòn rụm. Và đây cái phần nước mắm thì mình pha tỷ lệ một mắm, một đường, hai nước sôi và nửa chanh hoặc là giấm và đồ chua ăn kèm. Bánh tráng cuốn. Bánh xèo này thì ăn với bánh tráng cuốn, mình dùng cái loại bánh tráng cuốn bì á, rau cải các loại nè. Còn bánh xèo kiểu miền Nam thì mình cuốn với cải bẹ xanh, xà lách, rau thơm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh xèo mình cho lên nha. Cuộn lại. Thì giờ mình làm cái phần tép nhỏ đó, cho nên là khi mà cho bánh xèo vô các bạn cho tép thịt vô trong nó vẫn chín luôn. Đây, một cuốn bánh xèo. Nước mắm này các bạn đừng có làm cho nó đậm quá nha, làm nhạt nhạt thôi, chua chua ngọt ngọt ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rất là đậm đà luôn, giòn rụm, hòa cùng với cái vị rau nè. Bánh xèo á thì nó béo của dầu, phần bột thì nó không có béo nhiều của nước cốt dừa đâu. Gia vị mình nêm cũng vừa miệng nữa. Giòn giòn thơm thơm, các bạn cho thêm soda vô thì phần bột á nó có cái độ ngọt thơm, nó ngon hơn cho bia. Bia thì nó sẽ hơi đắng hơn chút. Hoặc là các bạn dùng nước khoáng có ga cũng ngon nữa nha. Rất là giòn luôn á, ăn cái phần bột không vẫn giòn ngon luôn, không cần cuốn rau ăn vẫn ngon. Thì trong bánh xèo các bạn nêm thêm chút gia vị để cho bánh xèo nó đậm đà hơn, thì khi mình ăn không vô á nó béo béo và nó ngọt ngọt mặn mặn, ngon lắm luôn. Với cách làm này chỉ cần hai loại bột thôi, các bạn bỏ ra chút xíu thời gian sẽ có ngay món bánh xèo giòn ngon ngay tại nhà mà không cần đến bột pha sẵn. Thì đến đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh, ủng hộ mình. Và vui lòng bấm vào cái hình trái tim siêu cảm ơn ở bên dưới ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.